Trong 10 sao nữ hoa ngữ, Bạch Nguyệt Quang trong tâm trí bạn là ai, netizen, chỉ có trẻ con mới đưa ra lựa chọn. Theo nghĩa đen, Bạch Nguyệt Quang là ánh trăng sáng, đây chính là hiện tượng ánh sáng mặt trời được mặt trăng phản xạ lại mà mắt thường của con người có thể nhìn thấy, còn nghĩa bóng, cụm từ này được giới trẻ ám chỉ người mình từng thích, từng yêu hết lòng, khát khao có được nhưng không thể sánh đôi cùng họ. Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng chắc chắn là một trong những mỹ nhân tiêu biểu nhất của làng giải trí hoa ngữ, vẻ đẹp và sự gợi cảm của cô khiến nhiều người không khỏi suýt xoa, dù là xuất hiện trên thảm đỏ hay trang bìa tạp chí, Phạm Băng Băng luôn có thể thể hiện sức hút độc đáo của mình và trở thành tâm điểm chú ý. Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ, có thể thấy, vẻ đẹp của cô vừa thanh thoát trong sáng, vừa ngọt ngào quyến rũ, hơn nữa, ngoại hình của Lưu Diệc Phi thuộc hàng đẹp nhất làng giải trí, các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất thanh tú, cùng khí chất tươi tắn và tinh tế, mang lại cho người ta cảm giác quý phái và thanh lịch, dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình thì diễn xuất đỉnh cao của Lưu Diệc Phi không thể bàn cãi. Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh nổi tiếng trong làng giải trí nhờ vẻ đẹp và trí tuệ cảm xúc cao, sự sang trọng và cao quý của cô cùng tồn tại, khiến mọi người nhất mực chung tình, dù dẫn chương trình hay diễn xuất, màn trình diễn của Lâm Chí Linh vẫn được công chúng đón nhận. Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những đại mỹ nhân đến từ Tân Cương, sở hữu nét mặt lai tây cùng thân hình quyến rũ, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến bao nhiêu chàng trai say đắm, mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng với những lần xuất hiện trên thảm đỏ hay tạp chí, nữ diễn viên sinh năm 1992 luôn làm chao đảo người đối diện bởi vẻ đẹp cực phẩm của mình. Dương Mịch. Dương Mịch cũng rất ưa nhìn, ngũ quan thanh tú, khí chất ngọt ngào, tạo cho người ta cảm giác sôi nổi, dễ thương, dù là phim truyền hình hay điện ảnh, thì diễn xuất của Dương Mịch luôn khiến dân tình phải bất ngờ. Triệu Lệ Dĩnh. Thuộc hạng mỹ nhân thì Triệu Lệ Dĩnh cũng góp mặt, sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu hiếm thấy, bà mẹ một con luôn khiến nhiều chị em phải ghen tị, bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng của mình, diễn xuất đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh thì khỏi phải bàn cãi. Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y được biết đến nhiều nhất với vai trò diễn viên thông qua nhiều bộ phim đình đám, tuy diễn xuất không được đánh giá cao, nhưng nhan sắc ngọt ngào trong sáng của cô lại thu hút lượng lớn người hâm mộ. Đồng Lệ Á. Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á cũng là một mỹ nhân đến từ Tân Cương, nét đẹp của cô vừa quyến rũ, cuốn hút, vừa sắc sảo thanh lịch, mang đến cho người đối diện cảm giác kỳ lạ, dù là phim truyền hình hay phim điện ảnh thì diễn xuất của Đồng Lệ Á đều rất xuất sắc. Đường Yên. Đường Yên là nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc đại lục, sự nghiệp diễn xuất của cô đã kéo dài hơn 20 năm, sau khi kết hôn và sinh con, Đường Yên tái xuất màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim đình đám, mới đây nhất là dự án Phồn Hoa nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, ngoài sự nghiệp ổn định, nhan sắc xinh đẹp mặn mà của Đường Yên ngay lập tức khiến dân tình điên đảo. Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi được chú ý nhiều hơn với bộ phim cổ trang Tiên Kiếm Kỳ Hiệp và bộ Kinh Tâm. Sau một thời gian ở ẩn kết hôn và sinh con, Lưu Thi Thi tái xuất màn ảnh với dự án Nhất Niệm Quang Sơn đóng cặp cùng Lưu Vũ Ninh và nhận được nhiều đánh giá tích cực, không thể phủ nhận nhan sắc Lưu Thi Thi ngày càng thăng hạng, thậm chí trẻ trung và mặn mà hơn trước. Cư dân mạng lo lắng cho Khó Dỗ Dành sau scandal của Bạch Kính Đình. Theo dòng thời sự về scandal của Bạch Kính Đình, bộ phim chuyển thể chưa khởi quay Khó Dỗ Dành cũng xuất hiện trên top hot search mạng xã hội Weibo xứ Trung. Theo đó, mặc dù chưa chính thức công bố dàn diễn viên hay chọn ngày khởi quay, nhưng Khó Dỗ Dành đã luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Đây là bộ truyện ngôn tình khá nổi tiếng của tác giả Trúc Dĩ, lại có tác phẩm liên quan Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng rất thành công. Tin đồn nam nữ chính của Khó Dỗ Dành từng xuất hiện rất nhiều cái tên có lưu lượng, có nhan sắc, nhưng chưa ai thực sự làm hài lòng độc giả trung thành của bộ truyện. Một thời gian trước, nhiều blogger uy tín xứ Trung đã đưa tin, Khó Dỗ Dành đã chốt đội hình 4 diễn viên chính và phụ. Bạch Kính Đình vào vai Tang Diên, Trương Nhật Nam vào vai Ôn Dĩ Phàm, Trạch Tiêu Văn vai Đoàn Gia Hứa, Trương Miễu Di vai Tang Trĩ. Trong khi cư dân mạng tạm hài lòng với nữ chính và cặp phụ, thì sự phản đối mạnh mẽ duy nhất dành cho Bạch Kính Đình, cho rằng anh hoàn toàn không phù hợp hình tượng Tang Diên. Hiện tại, khi Bạch Kính Đình liên tiếp vướng vào scandal ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của nam diễn viên, thì fan nguyên tác Khó Dỗ Dành càng không mong anh sẽ diễn Tang Diên. Nhiều ý kiến lo ngại, những ý kiến tiêu cực về Bạch Kính Đình sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của công chúng với Khó Dỗ Dành, khiến phim không đạt được hiệu quả mong muốn. Bạch Kính Đình bị tố khao khát center, cố tình thay quần áo cũng như đứng sai vị trí biểu diễn để chiếm sự nổi bật tại Xuân Vãn 2024. Nhân dịp này, anh bị đào lại nhiều vụ việc trong quá khứ như cư xử kém duyên với bạn diễn nữ, gọi biệt danh tiêu cực của MC Hà Cảnh, thương hiệu của Bạch Kính Đình có vấn đề, giá đắt, mà vải thì bị kiểm tra ra pH không vượt ngưỡng, điều này sẽ ảnh hưởng tới cơ thể khi mặc. Phản ứng bất ngờ của Dương Tử khi bị chê bai ngoại hình. Dương Tử là một trong những sao nữ sau 90 thường xuyên gây tranh cãi về ngoại hình. Mới đây, netizen bất ngờ tìm thấy một video phỏng vấn của nữ diễn viên về vấn đề này. Điều đáng tranh cãi chính là thái độ có phần tiêu cực của nàng Tiểu Hoa. Cụ thể, Dương Tử chia sẻ, có lúc tôi tự tìm kiếm tên mình trên mạng. Các từ khóa Dương Tử đẹp, Dương Tử xấu, Dương Tử mập, lúc đó thực sự tức lắm. Có thể thấy, Dương Tử không ngại ngần thẳng thắn bày tỏ sự không thoải mái với những ý kiến chê bai ngoại hình của mình. Tuy nhiên, phía dưới phần bình luận, thay vì đứng về phía nữ diễn viên, thì netizen lại cho rằng Dương Tử đang làm quá vấn đề. Bất cứ nghệ sĩ nào cũng từng phải đối diện với những lời nói không hay trên mạng xã hội. Hơn nữa, những nhận xét đó cũng có phần đúng sự thật, không phải bịa đặt. Được biết, ngay từ khi là diễn viên nhí trong Nhà Có Con Trai Con Gái, Dương Tử đã bị đạo diễn đánh giá không có ngoại hình sáng, khó lòng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sau này khi là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Dương Tử cũng có phần mũm mĩm hơn so với những nghệ sĩ nữ khác, không ít lần trên thảm đỏ, nữ diễn viên lộ nhan sắc khác lạ với gương mặt cứng đờ, sưng phù, được cho là hậu quả của việc can thiệp dao kéo quá đà. Tuy nhiên, Dương Tử luôn một mực phủ nhận chuyện mình phẫu thuật thẩm mỹ. Những năm gần đây, sự nghiệp Dương Tử phát triển khá ổn định, ngoài bộ phim Trường Tương Tư phát sóng năm ngoái, nữ diễn viên nhận được khá nhiều khen ngợi trong bộ điện ảnh đóng cùng Giả Linh là Nhiệt Liệt Cổn Thang, được biết sắp tới, nàng Tiểu Hoa sẽ góp mặt trong một bộ phim khác cùng vị đạo diễn này. Cúc Tịnh Y hóa thần tiên tỷ tỷ, nhan sắc đẹp thế nào mà được khen chẳng kém cạnh Lưu Diệc Phi. Trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp phim ảnh của Cúc Tịnh Y có phần đi xuống, hai bộ phim gần nhất của cô nàng là Hoa Nhung và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đều không gặt hái thành công như mong đợi. Hiện tại, Cúc Tịnh Y đang tham gia dự án Thiên Hương hợp tác với Tống Uy Long, loạt tạo hình của nàng Tiểu Hoa 9X trong dự án này, khiến dân tình mê mẩn vì quá đẹp. Mới đây, một tạo hình của Cúc Tịnh Y trong Thiên Hương đã được đăng tải và gây sốt cộng đồng mạng. Ở hậu trường phim, nàng Tiểu Hoa diện một bộ trang phục với hai màu trắng hồng đơn giản, kiểu tóc của cô nàng cũng không quá cầu kỳ, nhưng vẫn giúp làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp trong trẻo. Kiểu tạo hình mới của Cúc Tịnh Y nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi của công chúng. Bên cạnh đó, có người nhận xét, tạo hình này giúp Cúc Tịnh Y ngập tràn tiên khí, trong cô nàng giống như một tiểu tiên nữ xinh đẹp không vướng chút bụi trần nào. Thậm chí còn có người đem so sánh Cúc Tịnh Y và Lưu Diệc Phi khi đảm nhận vai Tiểu Long Nữ ở Thần Điêu Đại Hiệp. Tiểu Long Nữ ở Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những vai diễn để đời của Lưu Diệc Phi. Tạo hình đơn giản nhưng xinh đẹp mong manh, giúp cô nàng được công chúng gọi với danh xưng thần tiên tỷ tỷ. Có ý kiến bày tỏ, Cúc Tịnh Y xứng đáng là người kế thừa danh xưng thần tiên tỷ tỷ của Lưu Diệc Phi khi Thiên Hương được lên sóng thời gian tới. Hiện tại, công chúng vẫn đang vô cùng mong đợi các tạo hình khác của Cúc Tịnh Y ở dự án phim Thiên Hương hợp tác cùng Tống Uy Long. Xa Thi Mạn khoe ảnh mừng năm mới, mong muốn thoát mắt nữ đại gia độc thân ở tuổi U50. Vừa qua, Xa Thi Mạn đăng bộ ảnh năm mới và viết, chúc mọi người tràn đầy năng lượng, sức khỏe, hạnh phúc và nụ cười. Cô cũng nhân dịp này chia sẻ tới khán giả những cảm xúc của bản thân. Tết Nguyên Đán năm nay, Xa Thi Mạn chọn không đi du lịch nước ngoài như dự định mà ở Hồng Kông cùng gia đình. Là người truyền thống, hàng năm cô đều tự mình trang trí nhà cửa, mua hoa đỏ và bày biện đồ trang trí mùa xuân. Những năm gần đây, Xa Thi Mạn làm việc rất nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Trước Tết, cô bận rộn quay chương trình gala lễ hội mùa xuân. Vì thế, cô cố gắng hết sức để nghỉ ngơi, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Là người có quan niệm sống độc lập, Xa Thi Mạn cho rằng, phụ nữ càng cần yêu công việc, điều đó giúp họ tỏa sáng và trở nên hấp dẫn hơn. Trong sự nghiệp nghệ thuật, Xa Thi Mạn từng công khai hẹn hò tài tử Trần Hạo Dân và Trịnh Gia Dĩnh. Sau khi chia tay hai đồng nghiệp ở TVB, nữ diễn viên vướng không ít tin đồn tình ái với doanh nhân, diễn viên có tiếng khác ở Hồng Kông, nhưng không lên tiếng phản hồi. Xa Thi Mạn sinh năm 1975, tốt nghiệp Đại học ngành quản lý khách sạn tại Thụy Sĩ. Theo lời khuyên của mẹ, cô tham gia Hoa hậu Hồng Kông và đoạt giải Á hậu năm 1997. Từ đó đóng phim TVB, cô lưu dấu ấn với Tuyết Sơn Phi Hồ, Hồ sơ trinh sát, Đường về hạnh phúc, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thâm cung nội chiến. Năm 2018, phim Diên Hy công lực giúp Xa Thi Mạn hâm nóng tên tuổi, đắt sâu quảng cáo và sự kiện. Các tác phẩm gần đây cô đóng là Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Yến Vân Đài, Xa Thi Mạn có một năm 2023 thành công. Giữa tháng 1 năm nay, tại lễ trao giải ngôi sao TVB, nữ diễn viên giành danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc sau thành công của bộ phim Nữ Hoàng Tin Tức. Cô được yêu thích tại nhiều thị trường như đại lục, Malaysia. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.